Ê anh em, chào mừng anh đã quay trở lại với John Stick Min nha. Tôi là John đây. Và hôm nay chúng ta chơi. Chào mừng anh đã quay trở lại đến với Avantina. Hôm nay chơi một cái Kahan Riot có tên là Speed Poisoner. Lần này nó sẽ là con Fairy, nhầm là con Potcher 91 có tên một Evolution. Con này anh em đã từng chơi, đã từng mở. Con này tôi đã nhớ là tôi đã mở trên bản quốc tế rồi đấy. Bản chính là chưa có thôi. Còn về con xe Roma này, con bảy săn con bảy ở thẻ nữa là được đấy, nhưng mà tôi thấy rằng nó không có xe nào đủ để có thể lấy được nó nên là tôi định làm kệ nó thôi. Ừ, kệ nó thôi vậy. Thì mà nói về cái tôi còn có chuyện về cái Grand Prix của con Ares S1 nữa. Ừ, đáng tôi phải nâng cấp trước khi bắt đầu vào trận chứ lại. Bây giờ tôi đã vào trận, bây giờ tôi không thể nào vượt cái thằng top 11 kia được. Vượt cái thằng top 12, 11 gì đấy đúng không? Khó thật sự luôn đấy. Thế thôi mất thưởng luôn. May là vẫn còn kỳ đấy. May là đập bách vẫn ra kỳ đấy. Không một chắc là tôi sẽ không được có cái thẻ đấy đâu. Không được có con xe đâu. Bây giờ không còn cơ hội để chạy syndicate nữa rồi. Đây phải tạm biệt syndicate thôi. Anh thấy thế nào về con Nissan? Đã tôi đập đập bách bừa bãi. Khoảng 200 à, không, phải là 25.400 mới được. 26.400 mới đúng. Này tôi hay đập pack sớm lắm. Thế luôn. Không thể nào nhịn tiêu được đó. Treasure Hunt tôi phải gọi là đến 88.000. Token là tôi phải mua một cái gói. Mua một cái xúc xắc thôi. Mua một vé. Một vé xúc xắc. Đó. Rất là khó hiểu mà. Có cái xúc xắc may mắn đấy. Nó chỉ có trong bàn cờ thôi chứ không chó, chứ nó không nằm trong cửa hàng. Thế nên tôi phải tự tìm vận may của mình để lấy con Bugatti đi vô. Anh em nào mà chơi cái Treasure Hunt mà có Aston Martin Valkyrie đấy, và tôi chúc mừng anh em đã mở được khóa con đấy nhá. Bây giờ tôi đã quá muộn để vào được vào lấy nó thì tôi thì ta chịu rồi. Đáng tôi nên chơi con game này sớm hơn để lấy được con Valkyrie. Ngày trước tôi định gọi là gì nhỉ? Tôi định là chơi game này ấy, nhưng mà thấy rằng là game này nó khó. Thấy rằng là chỗ này đang hơi chật nên là bỏ luôn. Thấy rằng là Avan 9 bây giờ đang nghiện hơi nhiều, upload nhiều video quá nên bây giờ không. Nên bây giờ tôi không thể nào mà phát triển Avan 9 nên tôi xóa game luôn. Nhưng mà đến khi nào mà game nó mới crash thì nó mới bắt đầu chịu đấy. Tôi sẽ upload ít lại. Không upload PVZ nữa để còn phát triển cái series mới này luôn, phát triển cả hai game luôn. Series leo rank không biết bao giờ mới ra đây. Sao tôi nghĩ tôi sẽ nó sẽ không bao giờ ra đâu, bởi vì tôi không có đủ trình. Chơi bây giờ anh em sẽ chơi, sợ anh em sợ tôi, sợ mọi người chửi tôi mất. Mình không thích chơi. Có start không nhở? Có staff không? Đấy rồi. Anh biết tôi xem gì nếu mà tôi gặp cái này không? Đây. Hay điểm qua một số thứ. Hay gọi là vòng quanh chỗ này một. Vòng quanh chỗ này nhá. Chúng ta có gì trong đây nào? Chúng ta có xe gì đang chưa được. Đang staff nào? Đây. Xin mời anh em chiêm ngưỡng một con xe có tên là Lotus Evija. Điều mà tôi đang tập trung nhất đây. Tại sao là Evija? Thì tôi xin anh em trả lời luôn nhá. Đây. Mở nhá. Ui. Lên được sắp 30 rồi đấy. Sắp nhanh chóng 3 sao rồi đấy. Thực sự luôn.
Ui đẹp thế. Rồi ơi, chắc tôi phải hoàn thành cái ADN 1 này quá. Đây ADN 1 này này. Đây, nó đang có rất nhiều mảnh ghép đây. Có rất nhiều mảnh ghép đấy. Không biết là có nâng cấp được hết hay không nè. Khoảng 400.000 credit thôi lại xong. Trong khi tôi cày một cái tôi cày credit rush nó sẽ chỉ khoảng 320.000 thôi vậy. Thì các tôi phải kiếm 800.000 80.000 trong nháy mắt. Đấy. Đây là ván thứ hai. 20 phút. Nếu video mà dài 20 phút chắc là sẽ là ván thứ ba này. Nếu mà sau 4 ván rồi. Sau ván thứ 5 mà đã kéo dài 20 phút thì chắc là có ván thứ 6 đấy. Ván bonus đấy. Thấy đẹp không? Thấy thèm không? Chú đừng có tham lam quá được rồi. Tham lam quá. Tham lam chết đấy. Sau này can của mốt này bây giờ toàn là can trong special event thôi, chứ có can trên daily event gì cả. Tận mấy mùa liền rồi đấy. Nó đã ra toàn season seasonal thôi. Toàn là special event, can trên special event không can trên daily event gì cả. Thành dây chuyền vô tận mất rồi. Game bây giờ đã thay đổi đến cấp độ này rồi cơ. Ui, kéo dài 2 phút đấy. Chắc chắn là nó sẽ phải kéo dài đến 20 phút. Nó sẽ kéo dài đến 20 phút. Tôi nhớ rằng là một cái special event, một cái reward riêng của nó là nó phải kéo dài khoảng 30 giây. Khoảng 60 giây phải. Nó sẽ kéo dài 2 phút luôn. 2 phút hơn. Thế mới lạ chứ lại. Thế tôi có nhiều chuyện để nói lắm rồi. Thì tôi sắp phải đi hết hết câu chuyện mình sắp kể rồi đấy. Không biết tôi có nổi tiếng được cái gì một bốc phét không nhở. Bốc phét mà nổi tiếng được thì lại luôn. Tôi đang tập bốc phét. Lịch sử thì nó cần nhớ nhiều. YouTube thì mình có cái gì mình nhớ được. Mình thích lưu lại thì mình lưu lại. Lịch sử thì không có thứ gì đấy nhiều để lưu lại. Nghe gì nhỉ? Lịch sử là nó thứ mà não không thể tương thích được. Nhưng mà bộ nhớ câu chuyện là cuộc đời thì người ta tương xứng được thì mình tương thì mình cho vào thôi. Đấy. Nói chung là đừng có mà khiến mọi thứ giống nhau là lên. Mình biết chứng minh rằng nó khác nhau ở chỗ nào chứ này. Cái thắt được gì thôi. Không cắt được gì thì không sao cả. Không cắt được, không cắt được thì thua. Đấy. Cắt được thì vui, không cắt được thì thôi. Ván thứ 3. 10 phút rồi đấy. À mà về chuyện là anh Trung gọi là gì nhỉ? Mà tôi chơi cái con game là Sonic Jam bình thường đấy. Thì sau này tôi sẽ chơi nhá. Ok chứ?
hiếm khi tôi vào cái này lắm. Nói chung là bây giờ xe này nó rất là nhanh, handling thì nó rất là ít. Xe nhanh vừa, handling cao thì khả năng nó có thể vào trong đấy đấy. Thậm chí là cái lỗ của Osaka, ở map Osaka nó bây giờ con chép flat C7 rồi nó không thể nào vào được luôn. Cứ phải toàn nát xe thì nó mới cho vào được. Vào mà không nát xe thì phải gọi là bá đạo luôn đấy. Chỉ có manual mới chơi thôi. Tôi chơi start drive mấy trăm lần rồi nó tôi vẫn bị vách như bình thường. Thế mới kỳ ảo chứ lại. AF9 China là chỉ cho những con người kỹ năng cao. Thực ra là game nó hơi khó một chút. Anh em chơi Bugatti sự kiện special event của Bugatti Chiron trên mod này thế nào nhỉ? Tôi lúc đấy tôi không có thời gian vào game nên không biết. Nên tôi không chơi, tôi không trải nghiệm. Nên không biết. Thành ra là tuần sau là vì do tuần sau là tuần sau là bắt đầu là sự kiện Chiron rồi. Khoảng 2 tuần sau là sẽ bắt đầu sự kiện Chiron. Sẽ bắt đầu sự kiện DS5 rồi đấy. DS6 rồi đấy. Không biết là có qua được không này. Không biết là liệu có thể qua được không. Anh em chơi DS trên AF9 China thế nào nhỉ? Nếu mà tôi chơi S5 thì chắc chắn không kịp rồi. Vẫn còn mở khóa con Vlog Dezia. Anh em nghĩ thêm là thằng làm trong cái sự kiện là lần đầu tiên tôi nhận được xe đặc quyền thì anh em thích con nào nhất? Seto Elemento hay là Lotus Evija? Tôi bây giờ tôi chọn Lotus Evija thì tôi phải chọn thôi. Thì tất đành phải sống với nó thôi. Nói chung là cứ đập 700 bản quốc tế thì mình phải đợi khi nào mà mua được X10 mình mua. Chứ mỗi X1 thì nó ra 10 phát thì mình đập 10 cái từng một. 10 cái nó không ra được đâu. Phải tận 20 cái nó mới ra cơ. Nó mới ra thẻ chính. Thế mình kỳ lạ chứ lại. Thế mình cày chứ lại. Anh em thấy Starway của con Midline Elva thế nào nhỉ? Tôi thì chắc chắn không đủ điều kiện rồi. Nên vứt luôn. Nên cúp luôn. Không đủ điều kiện nên không chơi nữa. Hết. C7. Rồi đang trong quá trình là lên max sao đây. Ta triển mở. Ngày trước là có sự kiện lấy kỳ của con Bentley đấy. Nhưng mà toàn xa C7R thôi. Có ra kia đâu. Tức thật đấy. Thế mới cày chưa lại. Tôi đập đi đập lại rồi mà chả thấy con Bentley gì cả. Anh em nào ra được con Bentley thì tôi vinh danh mấy người luôn. Nếu phải đập max sao để lấy được key trong special event thì đây là một quá trình lớn. Còn nếu mà trong cam thì sẽ phải rất mệt khi leo núi đây. Tôi đang chơi bản quốc tế. Nó ra lại cái sự kiện key hunt. Mới con Bentley Continental GT3. Bentley Continental GT3 đấy. Nó chuyển ra một cái thôi là tôi sẽ húp luôn. Húp phát cuốn xong rồi tôi lấy key luôn. Thế tôi sẽ có anh em để ra mà quẩy luôn. Đấy. Nhiều game của anh Trung quá. Anh Trung đã từng bảo tôi chơi Street. Anh Trung hỏi tôi là tôi có chơi Street Fighter không. Tôi xin trả lời tôi bảo là không nhá. Ok, không chơi. Sao? Tại vì do tên này của game này nó đang quá nhiều rồi. Giờ thêm
cả game anh Trung muốn chơi, bảo tôi chơi thì nó còn mệt hơn nữa. Không biết là anh em có thể cân được hết, có thể cầm được hết hay không nữa. Được rồi, có tao 5 5 phút rồi đấy. Sau 5 phút mà nếu mà game này mà nó ra ra thêm cái ticket nữa thì chắc tôi thêm một lượt ván ván 6 nhỉ. 15 phút 28. Bây giờ đang là 15 giờ 43. Thứ hai ngày 17 tháng 7. Hôm tôi đang quay. Còn hôm mà tôi đang up là hôm 24 tháng 7. À không, là 25 tháng 7 mới đúng. Ờ. À, là hôm mà game này nó không phải là 23 mới đúng. Do tôi em không được làm gì nhỉ. Đang hơi áp lực về nhiều game lắm. Đang cry về mấy con game đấy. Tôi còn chẳng có hôm nào để dành để tôi còn quay nữa. Sợ quay vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, sáu thì hơi nó hơi nhiều. Có người là hai năm đã được ra khoảng hơn nghìn cái video rồi. Tôi ra hơn nghìn cái video rồi. Nói chung là yêu cầu tôi khoảng chơi một con game nữa. Chứ bây giờ tôi mà xem cái video cuối cùng là game sắp tới có series thì chết. Street Fighter đây. Thêm vào một lần nữa là chết luôn đấy. Vỡ bụng luôn đấy. Sao lại phát 99 này ra nhiều tên, ra nhiều sự kiện làm TLE vậy trời. Chơi này sao mà hết được. Ăn Tết. Ăn đến Tết còn không hết. Thế nên tôi phải vượt vượt quá thời gian một tí. Tôi phải xí hết vượt game này một tí. Ok, đến đây kết thúc rồi. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại vào những buổi sau nha. Bye bye.